Chúng ta sẽ thưởng thức ca khúc Đời Là Thế Thôi của anh Phú Lê nhé bạn nhé, anh Phú Tóc Dài và sự thể hiện của ca sĩ Huy Tùng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này và đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube của Cường Audio ở ô vòng tròn giữa màn hình và xem thêm các video về cover cũng như là video giới thiệu các dòng sản phẩm của Cường Audio ở xung quanh, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.